giáo viên tôi đã chọn khi ra trường ngày xưa. Nghề giáo viên tôi đã từng ước mơ. Nghề nhà giáo tuy có vất vả, vì hạnh phúc tương lai đàn em, vì tổ quốc quê hương đẹp hơn, nên tôi yêu sao nghề giáo viên. Nghề đã theo bao năm dài dưới mái trường tôi yêu. Nghề đã cho bao kỷ niệm khó phai. Nghề đã sâu trong trái tim này, nguyện ươm đắp cho bao mong xanh. Dù vượt khó gian nan kề bên, xây cho đời. Kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể hội thi, tôi là cô giáo Nông Thị Hiền, sinh năm 1995, đến từ trường mầm non xã Vân Thủy. Là một giáo viên trẻ mới ra trường, tôi luôn tâm niệm rằng việc chọn nghề giáo viên mầm non như ươm những mầm xanh, bởi yêu thương trẻ, yêu những gương mặt ngây thơ, những ánh mắt to tròn, những nụ cười giòn tan mỗi khi chúng díu dít bên cô. Mỗi ngày trôi qua với tôi thật ý nghĩa biết bao. Để làm tốt vai trò của cô giáo mầm non thật sự không hề dễ dàng, nhưng tôi luôn có niềm tin vào chính bản thân mình. Cảm ơn nghề đã cho tôi bao nhiêu bài học, những cung bậc cảm xúc, yêu thương, trách nhiệm trong cuộc sống. Con tên là Kiều Đông Nghi, đến từ lớp 5 tuổi B, trường mầm non xã Vân Thủy. Hàng ngày con thích được đến trường, được cùng các cô làm bánh trung thu, làm bánh trôi, pha nước cam, được dự tiệc bốc xe và rất là vui. Ngoài ra vào những ngày nghỉ, bạn con thích được đi chơi siêu thị Vincom thành phố Đặng Sơn để được ăn những món ăn ngon như bánh pizza, gà rán, được chơi những trò chơi mà con yêu thích. Kính thưa ban giám khảo, thưa toàn thể hội thi, chúng ta ai cũng biết. Trí, thể, mỹ thì vai trò của cô giáo mầm non là rất lớn. Kính thưa ban giám khảo, hàng ngày chúng con được đến trường, được các cô chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ, được tham gia những hoạt động vui chơi, học tập do cô giáo tổ chức. Với con, cô giáo như người mẹ thứ hai của mình. Lớn lên con muốn trở thành cô giáo giống như cô giáo xinh đẹp của con. Kính thưa ban giám khảo, cô và trò trường mầm non xã Vân Thủy đến đây với tinh thần giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và trau dồi thêm những kiến thức về nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ để góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của năm học của nhà trường, gắn liền với khẩu hiệu năm học: cô giáo như mẹ hiền, bé vui khỏe, cô hạnh phúc. Chúc ban giám khảo sức khỏe, chúc các đội thi bình tĩnh, tự tin đạt kết quả cao, chúc hội thi thành công rực rỡ.